Thưa quý vị, trong muôn vàn đóa hoa tặng cô ca sĩ trẻ tuổi, chỉ có người đàn ông im lặng quan sát cô và người đàn ông lịch lãm này đã chinh phục được người đẹp. Nhưng cũng từ đó, cô trở thành tài sản của người đàn ông này. Liệu cặp đôi này có bảo toàn được hạnh phúc? Xin mời quý vị theo dõi tiếp câu chuyện của chúng tôi ngay sau đây. Nhưng em cũng đâu chịu ngồi yên. Em vẫn tìm mọi cách thoát khỏi vòng tay tôi. Em vẫn cố tình đi biểu diễn ở quán bar. Tôi đưa em đi hát thật đấy, vì em nói rằng đó là sự nghiệp của em không thể bỏ được. Tôi đồng ý, thế nhưng tôi không thể chịu nổi những ánh nhìn của những gã đàn ông đang ngồi xem em hát. Tôi nói rồi, em chỉ là của riêng tôi mà thôi. Bất kỳ ai thích em, dù vì lý do gì, tôi đều không ưa. Đã có lần, anh đánh một chàng trai hâm mộ tôi, chỉ vì anh ấy xin số điện thoại của tôi. Biết chuyện, anh không đừng được, đã tung một cú trời giáng vào mặt vị khán giả, khiến họ phải vào viện khâu mấy mũi ở cằm. Tôi vừa thấy xấu hổ, vừa cảm thấy ái ngại vì những gì anh gây ra. Tôi không biết làm cách nào để khuyên anh dừng lại nữa. Càng ngày, anh càng trở nên điên loạn. Anh thực sự bị điên mất rồi. Và dần dần, tôi cảm thấy sợ hãi anh. Nhưng mọi chuyện đã muộn rồi. Giờ em là vợ tôi, tôi không để em chạy thoát đâu. Thấy em có biểu hiện cãi lại tôi, em phản đối tính sở hữu của tôi và sự bệnh hoạn của tôi đã không kiềm chế được lòng mình nữa. Tôi tặng ngay cho em một cú tát vào má. Cú tát mạnh đến nỗi hằn in hằn vệt bàn tay lên gò má em. Em ôm mặt nhìn tôi với ánh mắt đầy căm phẫn. Tôi nói rồi mà, mọi cảm xúc giờ đây đều là vô nghĩa. Em thuộc sở hữu của tôi, và tôi có quyền làm mọi thứ với em. Anh thực sự bị điên rồi. Là chồng, là vợ thì đâu có quyền hành hạ và tra tấn từ tinh thần đến thể xác thế này. Tôi uất ức đến phát khóc. Nhưng dù tôi có khóc lóc nhiều đến thế nào thì anh vẫn chẳng hề thay đổi thái độ. Anh nói không là không, nghỉ hát là nghỉ hát. Nhất định anh không cho tôi đi đâu. Tôi không biết mình đang sống trong tình cảnh thế nào nữa. Tại sao từ một cô gái chủ động về công việc, chủ động được về tài chính là tôi, lại rơi vào một cuộc sống bị o ép như thế này? Tôi vùng vẫy, chỉ mong một ngày thoát khỏi ngôi nhà này. Tôi không biết làm gì hết ngoài việc ngồi khóc và khóc. Rồi em trở nên im bặt. Em tuyệt nhiên không nói một lời nào với tôi nữa. Tôi vỗ về âu yếm, em cũng gạt phăng tay tôi ra. Em ương bướng chống đối lại tôi. Tôi làm mọi cách, em cũng không nói nữa. Tôi thật sự không thể chịu nổi thái độ lì lợm này của em. Và rồi tôi không kiềm chế được mình nữa. Con người nóng nảy trong tôi được thể bộc phát. Tôi đã đánh đập em bằng những vết đánh ngang dọc cơ thể. Toàn thân em run rẩy chống đỡ, cũng không thể kháng cự nổi những cú đánh mạnh như búa bổ của tôi. Ánh mắt anh nhìn tôi đầy man dại, khác hẳn đôi mắt đầy yêu thương ngày nào. Vừa buồn, vừa mệt mỏi, vừa chán trường, vừa xót xa, tôi cứ im lặng chịu trận. Nhưng càng im lặng, anh càng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với tôi. Những vết thương lúc đầu chỉ là những vết xước nhỏ, sau dần những vết thương nặng hơn và bắt đầu tứa máu. Nhưng nguy hiểm hơn là có lần anh ta xô ngã tôi, khiến tôi ngã xuống đất. Hôm đó tôi hoàn toàn bất tỉnh. Sau khi lay gọi tôi mãi không tỉnh, anh ta sợ hãi đã phải đưa tôi đi vào viện cấp cứu. Tôi thực sự không cố ý khiến em bị thương nặng như vậy. Tôi thề, tất cả chỉ là vô tình, không hơn không kém. Tất cả chỉ là vì tôi thiếu kiểm soát, thiếu kiềm chế được cảm xúc của mình. Chẳng phải chỉ vì tôi quá yêu em đấy thôi sao?
tôi thực sự yêu em, tôi mới làm thế. Lời giải thích của anh thật khó nghe. Có tình yêu nào lại trở thành sự tra tấn, hành hạ và đánh đập thể xác như anh không? Bình thường, tôi thực sự sợ vào viện. Tôi sợ hãi với nỗi ám ảnh, cứ vào bệnh viện là có bệnh. Tôi sợ lắm, nên chẳng bao giờ dám đi bệnh viện khám bệnh cả, trừ khi là bệnh nặng. Ấy vậy mà lần này, tôi lại thầm cảm ơn vì tôi đã được ở nơi này. Căn phòng bệnh vốn dĩ lạnh lẽo mà lại trở thành nơi ấm áp thực sự đối với tôi. Nghe thật kỳ quặc, nhưng nó đúng là tâm trạng của tôi lúc này. Tôi vào thăm em và rối rít xin lỗi em. Tôi hứa sẽ không làm em đau nữa, nhưng em tuyệt nhiên không nói với tôi một lời. Em còn không buồn nhìn tôi lấy một giây. Ôi, được lắm. Để xem nào, sắp tới được về nhà, tôi phải dạy dỗ lại em mới được. Ai đời, vợ lại không nghe lời chồng bao giờ không cơ chứ? Không, nhất định tôi không thể để cho anh ta có cơ hội giày xéo tôi thêm một lần nào nữa. Suốt quãng thời gian vừa qua đã là quá đủ cho mọi chuyện rồi. Tôi phải chấm dứt tất cả ở đây. Và rồi, những ngày nằm viện điều trị vết thương, tôi bắt đầu nghĩ cách. Tôi phải về nhà bằng mọi giá. Chỉ có bố mẹ tôi mới có thể bảo vệ tôi khỏi con thú dữ dằn nơi anh. Nhà em cách Hà Nội gần 100 km. Quãng đường không quá xa, nhưng cũng không gần để bố mẹ em đến thăm em thường xuyên. Vì thế, họ tuyệt đối không hề hay biết những gì em vừa trải qua. Nếu em về, thì bố mẹ sẽ nghĩ thế nào? Họ sẽ không thích và đuổi em về nhà chồng ngay thôi ấy mà. Tôi hiểu bố mẹ em quá rõ mà. Ông bà sẽ vì sĩ diện mà không chứa chấp em đâu. Anh lại nhầm nữa rồi. Chỉ cần rời xa anh là tôi thấy cuộc sống tươi sáng trở lại thôi. Bởi vậy, quyết là làm. Chính tôi đã tìm cách nói chuyện với bác sĩ điều trị trực tiếp, xin được ở lại bệnh viện cho đến khi tôi thực sự khỏe trở lại. Lúc đó, tôi sẽ về nhà ngay lập tức. Và cuối cùng, ngày đó cũng đã đến. Tôi đã chuẩn bị dậy thật sớm và rời khỏi bệnh viện khi các bệnh nhân khác vẫn còn đang trên giường ngủ. Các bác sĩ vẫn chưa vào ca làm việc. Tôi lặng lẽ rời đi. Đến khi ra đến bến xe về quê, ngồi yên vị trên chuyến xe sớm, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi như hóa điên hóa dại khi ngày hôm đó tôi định đón em trở về nhà thì em đột nhiên biến mất không một dấu vết. Tôi gọi điện, nhưng đương nhiên là em đã chặn số điện thoại của tôi rồi. Tôi hoang mang không biết tìm em nơi đâu. Không thấy em, tôi giam cầm mình trong ngôi nhà đã từng hạnh phúc của chúng tôi. Và dần dần tôi nhận ra rằng tôi đã quá u mê trong tình yêu. Thứ tình cảm đáng nhẽ phải được xây dựng bằng sự tôn trọng, thấu hiểu và chia sẻ, thì tôi đã biến nó thành sự sở hữu đầy ích kỷ. Và đây thực sự là cái giá mà tôi phải trả. Mùa đông thật lạnh lẽo và cô đơn, nhưng tôi đã mất em mãi mãi rồi. Tôi như hoàn hồn sau những gì vừa trải qua. Cuộc đời đúng là không ai có thể nói trước được hết. Ai cũng nghĩ rằng tôi sẽ viên mãn trong cuộc hôn nhân này, thì đều ngỡ ngàng khi mọi việc vỡ lẽ. Thế mới nói rằng, đời người phụ nữ sướng hay khổ, phải bước chân vào hôn nhân mới biết. Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng, quan trọng nhất là có thể đứng dậy và làm lại từ đầu. Quý vị vừa theo dõi câu chuyện hôn nhân với vô vàn những điều đáng tiếc. Tôi cảm thấy nghẹt thở khi theo dõi từng diễn biến của câu chuyện. Thật không thể ngờ rằng, nếu yêu sai cách, chúng ta có thể đánh mất người mình yêu bất kỳ lúc nào. Quả thật là đáng tiếc. Vâng, tôi cũng chưa thoát khỏi những cảm xúc xáo trộn mà câu chuyện mang lại. Quá đỗi bất ngờ, tôi cứ tưởng chúng ta sẽ được chứng kiến một cuộc hôn nhân màu hồng.
Ai ngờ mọi chuyện lại thay đổi đầy bất ngờ đến vậy. Nhưng dù sao, tôi cũng mong rằng cô gái sẽ tìm lại được bản thân mình, niềm vui của mình, sự nghiệp của mình. Còn anh chồng, mong rằng sau tất cả, anh sẽ nhận ra nhiều điều và hãy thay đổi quan điểm sống của mình. Thưa quý vị, đến đây cũng là lúc thời lượng chương trình đã hết. Chúng tôi xin được chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.